Xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta trồng cái cây cải bè xanh nha các bạn, mà nó phát triển xanh tốt như thế này nha. Đó, bạn xem ha, đây là cây cải bè xanh nè các bạn, đó ha, phát triển rất là xanh tốt nè, ha, đó, ha, đó. Thì cách trồng á, cải bè xanh chúng ta lưu ý thôi ha, chúng ta trồng cải rất là dễ các bạn ha. Đầu tiên thì bạn xạ ra như thế này ha, đó, xạ ra bạn dùng hạt, bạn rải đều ha, nó sẽ mọc lên như thế này. Này là bên cây cải ngọt nè, và đó, cải bè xanh nè các bạn ha. Đó, đầu tiên là mình xạ ra ha, đó. Nó một điều lên như thế này ha. Sau đó chúng ta chiết các bạn ha. Chúng ta tách từng cây con ra nha các bạn ha. Chúng ta tách từng cây con ra riêng ha. Rồi chúng ta lấy từng cây con ra chúng ta trồng. Rồi chúng ta dặm lại ha. Nè, chúng ta dặm từng ô nè. Đó, ha. Thay một số cây thì mình bị sâu với bị bệnh nha các bạn. Do mình trồng theo hướng hữu cơ á, do đó nó dễ bệnh lắm ha. Đó, ha. Mà không mình dặm ra riêng ha. Đó. Thì nó mới to được ha. Chứ nếu mà các bạn mà để chúng ta nguyên để mình làm ta trồng bình thường á thì nó sẽ không được to nha. Đó là cách mà chúng ta trồng cải bè xanh nha các bạn ha. Đó, chúng ta trồng ngoài đất như thế này, chúng ta rải đều thôi, mua hạt chúng ta rải ha. Thì nó mọc mầm, nó mọc lên. Rồi sau đó chúng ta chiết ra ha. Khi mà cây con á nó được từ 4 5 lá thì bạn tách ra ha. Tách ra để bạn trồng ha. Tách ra trồng thì nó mới phát triển được to được, tại vì cái lá nó rất là to ha. Cây nó cần cái phạm vi rộng để nó phát triển. À, chúng ta nếu chúng ta không tách ra thì cây nó chen lấn nhau ha, thì nó sẽ không phát triển được, các bạn thấy không? Giống như bên đây nè, đó, bên đây mình để nè. Mình để đại đó, đó không có tách ra thì cây nó chen lấn với nhau, nó đâu phát triển được ha. Đó, và nó nhỏ chứ nó không có lớn ha. Còn nếu chúng ta tách ra riêng thấy không nè, đó, nó sẽ lớn lên rất là nhanh. Đó. Ha. Ta để riêng ra nè, ha. Rồi, đó là cái hướng dẫn của mình trồng cây cải bè xanh nha. Cải bè xanh thì các bạn biết rồi, thì chúng ta chịu khó bắt sâu nha, ta sâu dữ lắm. Lâu lâu thì nó cũng bị số loại bệnh nha. Đó, các bạn thấy không? Này ở đây mình trồng theo hướng hữu cơ đó, do đó là một số cây nó sẽ bị bệnh rồi bị vàng lá rồi bị sâu nữa, chúng ta chịu khó chúng ta bắt ha, chúng ta lặt lá nha các bạn ha. Rồi, thì đó là hướng dẫn của mình trồng cái cải bè xanh rất là đơn giản tại nhà nha. Các bạn cứ làm theo ý mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình ha.